Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Phương Mỹ Chi đã cho biết mối quan hệ giữa cô và gia đình nội không được êm đẹp dù đã từng sống chung trong một căn nhà. Sau 4 năm nổi tiếng giọng ca, Quê Em Mùa Nước Lũ vẫn giữ được sức thu hút nhất định dù đang vừa học tập vừa theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong cuộc trò chuyện gần đây nhất, Phương Mỹ Chi tâm sự cô vừa đạt thành tích học sinh giỏi năm lớp 8. Về việc sắp xếp lịch học, lịch diễn cho phù hợp, Phương Mỹ Chi cho biết cô thường đi diễn vào buổi tối, cuối tuần. Thỉnh thoảng cô vẫn phải xin phép để đi hát, nhưng đó cũng đều là những chương trình quan trọng và không bị vướng lịch học những môn chính như toán, văn. Thời gian qua, gu ăn mặc hiện đại đời thường của Phương Mỹ Chi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Đề cập đến vấn đề hình ảnh cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 2003 giải thích: phong cách trên sân khấu của em vẫn là áo bà ba, áo dài, theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Ở ngoài thì em lớn lên và mặc đồ theo đúng lứa tuổi, năng động hơn chứ không thể mặc như đồ diễn được. Với những bình luận trên mạng xã hội, em không chỉ đọc những phản ứng trái chiều mà còn đọc cả những lời bênh vực mình nữa. Có người nói Phương Mỹ Chi mặc vậy đâu có gì đâu, có mấy đứa 13-14 tuổi nhỏ hơn còn ăn mặc lố lăng hơn vậy nữa. Có nhiều người đã quen và ấn tượng với hình ảnh ban đầu của em là lúc nào cũng giản dị, mộc mạc với áo dài áo bà ba, rồi sau đó họ bị sốc nên phản ứng như vậy. Em nghĩ rằng mọi người hãy nghĩ thoáng một chút, ai lớn lên rồi cũng sẽ khác và có phong cách yêu thích của mình. Em cũng đang học trong môi trường quốc tế, cách ăn mặc, cách nói chuyện và cách sống rất thoáng. Khi được hỏi thêm về mức thu nhập hiện tại, Phương Mỹ Chi thẳng thắn khẳng định vấn đề này cô không biết, mà chỉ có mẹ ruột và bố nuôi là ca sĩ Quang Lê nắm rõ. Phương Mỹ Chi thừa nhận, từ khi cô nổi tiếng, gia đình đã sắm sửa được một căn nhà riêng, chứ không còn ở chung với gia đình bà nội như ngày xưa. Cũng ngay trong cuộc phỏng vấn chân thành, lần đầu tiên Phương Mỹ Chi tiết lộ về mối quan hệ không êm đẹp với người thân, cụ thể là phía gia đình nội. Hồi xưa gia đình em ở chung với bà nội rất đông con và đều sống một căn nhà nhỏ, cuộc sống rất bất tiện, em không phải là đứa cháu được thương yêu. Em không biết vì sao nhưng trong nhà những cháu trai thì được quý mến, còn việc gì sai thì đổ hết lên đầu em. Em chia sẻ điều này không phải là nói xấu gia đình mình, mà là sự thật. Bây giờ cô chú trong gia đình nội không thích em nhưng đi đâu cũng khoe, tôi là cô của Phương Mỹ Chi. Dù hiện tại rất gần nhau nhưng em và mọi người không gặp nhiều, Phương Mỹ Chi nói. Phần cuối cuộc trò chuyện, giọng ca 14 tuổi cho biết dự định tương lai cô sẽ theo đuổi công việc ca hát và ước mơ trở thành một đạo diễn, doanh nhân dù chưa có kế hoạch cụ thể. Cuộc sống hiện tại của Phương Mỹ Chi sau 4 năm nổi tiếng. 4 năm kể từ khi trở thành á quân The Voice Kids, Phương Mỹ Chi là giọng hát được đông đảo khán giả dành nhiều tình cảm. Từ một cô bé ngây ngô, hát bằng bản năng, chị Bãi hiện tại đã 14 tuổi và ra dáng thiếu nữ, phong cách âm nhạc cũng chững chạc hơn. Trên trang Instagram cá nhân, Phương Mỹ Chi thường xuyên chia sẻ ảnh chụp đi diễn cũng như trong cuộc sống đời thường, đi học, gặp gỡ bạn bè. Giọng ca nhí tự ghép hình của chính mình trong những ngày đầu tham gia The Voice Kids và thời điểm hiện tại, kèm theo những lời bình nhí dởm: em vậy thì thành công, có thể thấy cô bé gầy gò đen nhẻm ngày nào đã lớn phỏng phao xinh đẹp. Đi chơi cùng bạn bè, cô bé dân ca luôn diện trang phục trẻ trung phù hợp với lứa tuổi. Trước đây, những hình ảnh đời thường của Phương Mỹ Chi khiến khán giả bỡ ngỡ, thậm chí gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, dần dần mọi người chấp nhận và ủng hộ em ăn mặc đúng với lứa tuổi. Mới đây, cô có dịp tham gia cùng một chương trình ghi hình với danh ca Hương Lan tại Việt Nam, chia sẻ ảnh chụp cùng nữ danh ca. Em bày tỏ sự ngưỡng mộ, thần tượng lớn nhất và cũng là tượng đài để con noi theo. Ước mơ lớn nhất của cô bé cũng là được song ca với nữ ca sĩ còn thương rau đắng mọc sao hè. Gần đây, Phương Mỹ Chi có nhiều màn song ca với Trung Quang, quán quân thần tượng Bolero năm 2016. Sự kết hợp giữa hai giọng ca trẻ nhận được nhiều sự ủng hộ và khen ngợi của khán giả. Cặp song ca mới của V-pop còn kết hợp trong chương trình tiệc đỉnh song ca. Phương Mỹ Chi không quên khoe ảnh chụp cùng học trò đang trường. Ngoài ra, Phương Mỹ Chi còn chia sẻ nhiều ảnh tự sướng cùng biểu cảm đáng yêu. Chưa hết, em còn kèm theo những bình luận tự nói xấu mình như mặt bự, da đen. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, Phương Mỹ Chi vẫn trung thành với tà áo dài truyền thống. Tại một sự kiện họp mặt với cha nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi không ngại trả lời mọi thắc mắc liên quan đến mình, á quân The Voice Kids 2013, giờ đây đã là một thiếu nữ 14 tuổi.
Chào Phương Mỹ Chi, dạo đây chị thấy em có vẻ khá im ắng, không biết em đang hoạt động như thế nào? Dạo gần đây em cũng hát nhưng bình thường thôi, em vẫn đang vừa học vừa đi diễn những lúc có thời gian rảnh. Em đã làm gì để cân bằng việc học và việc hát của mình? Câu này nghe quen quá, ai cũng hỏi em như vậy. Thì em chỉ đi hát những ngày cuối tuần, những buổi tối hay có những show phù hợp, còn các ngày trong tuần em cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Được cái là trường học quốc tế nên thời gian của em cũng linh động, thầy cô bạn bè giúp đỡ em nhiều lắm. Thí dụ như hôm nào em bận diễn đến trễ hoặc lỡ nghỉ một hôm thì thầy cô sẽ chỉ dạy cho em những kiến thức hôm đó bù lại. Mọi người cũng biết hoàn cảnh của em nên ai cũng thương và ưu ái, là ưu ái cho một chút chứ không phải là thiên vị đâu. Trong tương lai, Phương Mỹ Chi muốn mình theo ngành nghề nào? Tất nhiên là em yêu việc hát, nhưng em vẫn ước mơ riêng trở thành một doanh nhân và đạo diễn. Mà chỉ ước mơ thôi chứ không chắc được, vì điều gì mọi thứ còn quá sớm. Em yêu thích hai công việc đó vì em thấy nó ngầu lắm. Em ra trường thấy mấy cô chú doanh nhân mình quyền lực ghê luôn. Với cả em nghĩ người làm lĩnh vực đó sẽ được đánh giá là thông minh và kiếm được thu nhập tốt phụ cho gia đình. Nghề đạo diễn thì em cũng quan sát thấy thích. Dạo gần đây khi em mặc những trang phục tắm biển hay những váy áo trưởng thành hơn có vẻ như không được nhiều người tán thành phải không? Em nghĩ mọi người nên suy nghĩ thoáng hơn vì con người ai cũng phải lớn lên. Từ lúc em thi The Voice Kids đến nay đã 4 năm rồi, không lẽ cứ y như vậy hoài, phải có sự thay đổi chứ. Hơn nữa, em học trong môi trường quốc tế thì việc ăn mặc như thế là bình thường luôn. Em thấy có nhiều bạn còn ăn mặc lố lăng hơn em, và cả em cũng lớn, cũng ý thức được cái gì hợp với mình. Em mặc những quần áo đó cũng vẫn tự thấy mình đẹp. Những bộ quần áo tuổi teen đó rất phù hợp với em, và em không cảm thấy có gì phản cảm cả, có vẻ như mọi người quá khắt khe với em rồi. Từ một cô bé học sinh bình thường bỗng chốc trở thành hiện tượng truyền hình và nổi tiếng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc bị quan tâm nhiều. Em có quen với những điều đó hay không? Em đã quen với mọi thứ rồi, thậm chí em quen luôn cả những bình luận ác ý về mình. Em tự biến nó thành niềm vui của chính mình. Em nghĩ rằng đâu phải ai ở tuổi như em cũng được quan tâm như vậy. Dù người ta nói xấu hay nói tốt về mình, thì cũng vì người ta còn quan tâm tới mình, nên em cảm thấy đó là một sự may mắn và hạnh phúc. Chứ đến khi nào đó mà mình làm cái gì không ai thèm đối hoài nữa thì mới đáng sợ. Em có bao giờ đọc những bình luận ác ý trên mạng xã hội về mình và em cảm thấy điều đó như thế nào? Em có đọc được chứ, thậm chí người ta còn nói thẳng và chê vào mặt em. Ủa sao đen vậy, mập vậy, xấu vậy? Hồi đầu em buồn lắm, ngồi suy nghĩ hoài không biết sao người ta chê mình, soi mói mình đủ thứ. Nhưng rồi riết cũng quen, em bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn rằng mình may mắn được nổi tiếng sớm nên mọi người nói vậy thôi. Giờ người của công chúng rồi nên phải tập làm quen với dư luận. Em thấy mình may mắn, nhiều anh chị cô chú có tài hơn em, đẹp, diễn tốt. Người ta phấn đấu năm này qua năm khác cũng không được nổi tiếng. Nhưng em chỉ hát một bài, thi một cuộc thi đã được công chúng biết đến. Em nghĩ trời không cho ai đó cái gì, cho mình cái này cũng phải lấy bớt đi một thứ khác. Em sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê của mình. Ai thương em, thấy em sai thật thì cứ nói thẳng với em cho em biết đường mà sửa. Đừng lên mạng chửi bới em bằng những bình luận khó nghe, đánh giá em qua lời của một hai bài viết nào đó. Sau khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim, diễn kịch. Em có định chuyển hướng hay không? Em có đóng phim, diễn kịch rồi nhưng em thấy cái đó không phải là sở trường của mình. Nhiều người nhận xét em diễn đơ, thiếu cảm xúc và em thấy đúng. Như bình thường nói chuyện, em được nhiều người nhận xét là hài hước, nhưng diễn hài em tự thấy em nhạt lắm. Em cũng không thể nào diễn như diễn viên chuyên nghiệp nên em nghĩ đó chỉ là dạo chơi, thử sức chứ không thể xem là nghề của mình. Có vẻ như từ khi bước ra từ The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi đã dạn dĩ và thay đổi rất nhiều phải không? Em thấy mình thay đổi nhiều, hồi đó em rụt rè, cái gì cũng không dám nói, cái gì em cũng để trong lòng. Những điều không vui, không thoải mái cứ dồn nén khiến cho em tự làm khổ mình. Nhưng bây giờ em nghĩ rằng đó là quyền lợi của mình nên em có hành động khi cần thiết. Thí dụ như em đi ăn người ta dọn ra món, không phải em gọi, em có quyền kêu đổi vì em phải trả tiền cho nó. Đi hát hay ra sản phẩm mới cũng vậy, em cũng muốn được tham gia bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Vì nếu kết quả tốt hay xấu ra sao, chính mình là người nhận, chứ ai họ chịu cho mình.
Nếu em phải nói ra suy nghĩ của mình để hoàn thiện sản phẩm được hay hơn, tốt hơn gửi đến khán giả, mà cá tính của em cũng không mạnh dạn lắm đâu, em chỉ mong mọi người có thể đặt mình vào vị trí của em để hiểu em thôi. Mọi người nói em cứ hát mãi một dòng nhạc dân ca nên cứ một màu dễ nhàm chán, em thấy điều đó đúng hay không và có ý định thay đổi hay không? Em không bao giờ sợ người ta chán mình. Mọi người có thể thấy như cô Hương Lan, cô Phi Nhung hay ba nuôi Quang Lê của em chẳng hạn, người ta cứ hát một dòng nhạc nhưng người ta vẫn nổi tiếng đó thôi. Có người còn trở thành cây đại thụ của dòng nhạc đó. Nếu em cái gì cũng hát, thể loại nào em cũng theo, thì khi nhắc đến tên em, người ta không biết em là ai, động lại cái gì trong đầu khán giả, nên em vẫn tự tin theo đuổi dòng nhạc quê hương dân ca. Phương Mỹ Chi có từng nghĩ đến việc thử sức với dòng nhạc khác chưa? Em đã tham gia Gương Mặt Thân Quen Nhí rồi. Em thi cuộc thi đó là để mọi người biết rằng em vẫn có khả năng hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, phong cách trình diễn đa dạng. Nhưng cơ bản là em không thích nên em vẫn chỉ theo dòng nhạc trước giờ em vẫn đang hát. Học trong môi trường quốc tế, Phương Mỹ Chi có định hướng sẽ phát triển hải ngoại hay trong nước? Em có dự án gì mới không? Sắp tới, ba Quang Lê hứa cho em hát mở màn chương trình Hát Trên Quê Hương của ba với nhiều cô chú nghệ sĩ gạo cội nên em rất háo hức. Còn việc phát triển ở đâu thì em chưa định hướng. Em chỉ muốn được mọi người yêu thương và ủng hộ như một ca sĩ dân ca quê hương thực thụ thôi. We'll be right back.